Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bản của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết nối với Zalo. Xem hàng thì chọn vô cái video xem là chế độ HD để xem mấy cái chi tiết nó món hàng nó được rõ và chi tiết. Theo dõi kênh để xem có video mới thì anh em bấm vô cái đăng ký kênh, cái nút màu đỏ đỏ đăng ký kênh, rồi cập nhật mấy món hàng đã bán thì em cập nhật ở ngay chỗ phần chi tiết của video, chỗ thông tin ngay chỗ tiêu đề video, anh em bấm vô đó sẽ thấy. Mà có lúc cũng cập nhật nó không có kịp như này nên anh em có thể là vừa coi xong là bán rồi nên nó chưa cập nhật kịp. Rồi, hôm nay là cái video số 31. Em giới thiệu mấy cái món đồ gia dụng ha. Đồ của Nhật nè, ví dụ như cái bếp cồn, bếp du lịch nè, cái bộ nồi du lịch. Rồi, đầu tiên là món số 1, 3101. Đây là một cái bộ bằng nhôm. Đây bộ nó là full nhôm. Nhôm của Nhật rất là sáng luôn. Ở này bên trong nó có một cái ca này, made in Japan. Made in Japan này. Nó gồm hai cái nồi, nó có quay luôn nha anh em. Đây là cái quay xếp nè. Đó, cái này nó cũng có quay xếp nè. Ok, bằng nhôm nha anh em. Có một cái khớp để mình dặn lại nè. Ok, kích thước của nó là 16-15 cm, cao là 7 cm. Ok, cái bộ nồi bằng nhôm, mã là 3101, giá 300.000. Tiếp theo là một cái bàn từ, cái bếp từ, một cái từ nhỏ, nó xài điện là 100V, 100W nha anh em. Đây, đây 100W, em cắm điện thử nha anh em. Đây, cắm vô thì nó ốp nè, on, nó bật lên, nó sẽ nóng lên. Là cắm vô nó nóng rồi nè. Đó, mà công suất nó là 100W nha anh em, chú ý nha. Để xài điện 100V. Ok. Cái bàn từ, bếp từ ha. Có mã là 3102, giá 150.000. Để cho anh em biết xài cái món gì thì xài ha, nghiên cứu cũng được. Tiếp theo là mình có hai cái ly của Nhật. Đây, hai cái ly nè. Cái này là thép Stanley, thép không gỉ. Cái này của hãng Taka-Toshi. Mình lấy luôn nè, Taka-Toshi. Ok, hai cái ca là có mã là 3103, giá 200.000. Hai cái. Đây, kích thước nè, 7 cm, 7.5, chiều cao là 9, chiều cao này tới 7.5. Ok, hai cái ly. Tiếp theo là một cái dĩa hấp nha nè. Đây cái dĩa hấp nè, nó có kích thước là 24, mình xếp gọn lại cũng được, xếp lại nó còn 20 nè. Ví dụ như xếp này nó 20 nè. Nồi nhỏ hay lớn mình cũng bỏ vô được. Ok, cái này thì không có phải dập tên gì hết nha. Cái dĩa hấp là mã là 3104, 200.000. Tiếp theo mình có về một cái gà mên ha, cái gà mên này Made in Japan sản xuất. Đây bên trong là thép nè, nó 2 lớp. Đây cái nắp rất là dày luôn để giữ nhiệt. Ok, cái này mình có thể đựng nước cũng được, nước đá cũng được. Đây cảm ơn có mã là 3105 giá 350 nha. Đây kích thước của nó 17 cm, nó ngang 11 cm. Đây mình có về một cái bình thủy, bình nấu nước 0,8 lít, 0,8 lít, công suất là điện 100V, 1250W. Nó xài điện 100V nha anh em, 1250W. Đây trong nồi mình có chế sẵn một miếng nước rồi. Đây cắm điện thử nha anh em. Đây khi cắm điện vô thì mình bật nó sẽ cháy đèn. Rồi đợi nó một tí ha. Rồi tiếp theo là cái mã số, và tiếp theo là cái này để xem nó là cái gì. Nó còn cái hình này. Có một cái để mình cắt bột ra nè, cắt bột hình tròn tròn để mình chiên á. Đây dễ hình dung là mình bóp như nè đó, nó sẽ hở ra, mình đổ đầy bột này, nó hở ra rồi nó mình quấn quấn cái nó sẽ thành hình tròn vô cái chảo mình đang chiên. Ok, hệ bằng nhôm nha anh em, đây của Nhật bằng nhôm, made in Japan. Đây là cái mã là 3107 150 ngàn. Ok, cái này sôi nó tắt rồi nè, đó nó sôi nó sẽ tắt. Đây. Rồi giờ mình rót ra mình uống thôi, mình sử dụng 0,8 lít, điện 100V. Đây là xài 0,8 lít à, điện 100V nha anh em, công suất nó 1250W, là nấu nhanh đó. Anh em chú ý là xài điện 100V. Cái bình thủy này có bình nấu nước có mã là 3106, 400 ngàn. Rồi 3107 thì 150 ngàn. Rồi tiếp theo là cái một cái sàn. Đây nó có một cái sàn nè, sàn giống như sàn cát vậy đó, nhưng là hình như là dùng trong thực phẩm, mình có thể sàn cái gì đó chứ không ai đi lấy đi sàn cát đâu. Đây sàn nó thay vì mình lắc lắc, cái này mình bóp nó rất là dễ dàng để nó dễ rớt xuống. Có lưới có lỗ này. Đây đó. Mình bóp nó sẽ tự sàn luôn, nó lọc xuống. Đây kích thước nó là 12 cm, cao 13. Ok, cái sàn này có mã là 3108, 200 ngàn. Tiếp theo mình về hai cái đồ hấp bánh, hấp thực phẩm, hấp nướng đó, nướng này nè, để mình biết thì nó sẽ nướng. Đây mình bán một bộ vậy ha, 2 cái luôn. Cái này rất là dày luôn, nặng, nó sẽ rất là xài rất là tốt. Đây mình thử nó nướng như là cái cuốn chả hay gì đó, xích xích gì đó, để lên rồi kẹp vô rồi nướng, để lên bếp nướng thôi. Rất nặng luôn, bằng nhôm nha anh em. Đây bằng nhôm ha. Còn đây là một cái láng, nó là láng, nó không có như cái kia. Đây kích thước nó là 15 x 13, 15 13 cao là 3.5 phân. Rồi kích thước cái này ha, kích thước là 14.5 16. Đây cao 4 phân rưỡi. Rồi ok, một cái bộ này là có mã là 3109, giá 400.000. Rồi ok, cái món cuối cùng là món đặc biệt đây, một cái bếp cồn. Đây là cái bếp cồn nha anh em. Đây, bỏ cồn vô đây ha, nấu lên. Đây là mở cho có gió nè. Ok, cái bếp cồn nó sẽ xài lên cái này, rồi nồi sẽ bắt lên đây vậy á anh em nè. Là nấu bếp cồn mình bán chung với cái này với cái bộ bếp bộ nồi. Để mở bộ nồi ra coi nha. Đây cái bộ nồi, đây là cái nắp, nó là một cái chảo luôn. Đây là cái chảo nha anh em. Rồi đây là cái nắp. Đây là cái nắp, hai cái nắp. Rồi 2, 4, 5 cái dĩa. Đây 5 cái dĩa nè. Đây 5 cái dĩa nè, nó hơi dơ ha. Rồi 5 cái dĩa, dĩa Nhật luôn em. Ok lại đây. Tiếp theo là đây là một cái ca. Cái quay này là mình gắn vô nha, gáp lại nha anh em, gáp lại là nó thành cái quay tay cầm. Đó. Đây. Đó, một cái đồ nấu ha, như cái quánh vậy đó. Rồi đây là một cái giá múc canh, ship gọn luôn nha anh em. Đây ship gọn lại. Đây là cái nắp, cái nắp của con này luôn nè. Rồi đây là cái nắp của con này, nắp nồi. Đây là một cái nồi nha anh em. Đây kích thước nè 16 10. Ở đây cái nồi này mình bắt cái bếp cồn nè, đó vừa y luôn. Rồi đây là một cái nồi to, nó sẽ có một cái muỗng bới cơm, một cái cán của cái chảo lúc nãy nha. Đây là cái chảo nè, đây cái cán của nó, gáp vô nha anh em. Đây đây là cái chảo nè, gáo lại nè, thành cái chảo rồi. Ok cái nồi, dĩa. Đây là cái nắp của cái nồi lớn. Đây cái nồi lớn đây, nồi lớn này có kích thước là chiều cao là 13, nó rộng 20. Ok giờ em gáp nó lại nha. Đây mở cái này ra, gáp lại nè. Rồi bỏ cái này vô rồi, cái muỗng múc canh nó nằm trong đây. Đây cái này là bỏ mấy cái dĩa vô luôn ha. Đó 5 cái dĩa. các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo nó sẽ nằm trong đây, nằm trong cái nồi to. Rồi, cái nồi to sẽ chuyển sang cái muỗng, muỗng với cái quai, cái chảo, rồi cái nắp nồi. Ok, cái chảo ập lên xong. Đây cái bộ nồi du lịch ha, bộ nồi du lịch ha. Đây bộ nồi du lịch cộng với cái bếp cồn, bộ nồi du lịch với cái bếp cồn có mã là 3110, giá 650.000. Ok, hôm nay em kết thúc cái video đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn anh em trong các video tiếp theo.